Dù tin Nga bãi nhiệm tư lệnh hạm đội Biển Đen, 6 vụ tàu đổ bộ bị Ukraine đánh chìm. Quốc gia NATO bất ngờ thừa nhận quân đội Nga ngày càng mạnh, lo nguy cơ bị tấn công. Ukraine điều lữ đoàn Azov tới chảo lửa Avdiivka để ngăn bước tiến của quân đội Nga. Ukraine chật vật tuyển thêm quân sau gần 2 năm chiến sự. Moscow được cho là đã bãi nhiệm tư lệnh hạm đội Biển Đen, đô đốc Viktor Sokolov, một ngày sau khi Ukraine cho biết họ đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Kansa-Kunikov của Hải quân Nga. Theo ký Post, phóng viên quân sự Kinh Z nổi tiếng người Nga, Ryba và Romanov Lai đã đăng tuyên bố trên kênh Telegram của họ rằng đô đốc Viktor Sokolov đã bị sa thải và người thay thế ông giữ chức chỉ huy hạm đội Biển Đen là phó đô đốc Sergei Pinchuk, tham mưu trưởng hạm đội Biển Đen. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết tin đồn về việc đô đốc Viktor Sokolov bị sa thải được các blogger quân sự Nga đăng tải đã được xác nhận bởi một cựu cố vấn của Điện Kremlin. Trước đó, truyền thông và các quan chức Ukraine tin rằng đô đốc Sokolov dường như đã thiệt mạng cùng với 34 sĩ quan hải quân khác khi trụ sở của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, Crimea bị ít nhất hai tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh Pháp sản xuất và gửi cho Ukraine tấn công vào ngày 25 tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên sau đó, cái chết của vị đô đốc này đã bị Moscow phủ nhận và truyền thông Nga đăng tải các video dường như cho thấy ông tham dự cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga qua liên kết video hai ngày sau đó. Đô đốc Sokolov được bổ nhiệm làm chức vụ tư lệnh hạm đội Biển Đen vào tháng 9 năm 2022, khi người tiền nhiệm của ông Igor Osipov bị cách chức sau vụ soái hạm của hạm đội Biển Đen, tàu tuần dương tên lửa Moscow bị chìm. Dường như việc Hải quân Nga mất thêm một tàu quân sự quan trọng khác, tàu đổ bộ cỡ lớn Kansa-Kunikov, cũng là nguyên nhân khiến đô đốc Sokolov bị cách chức. Trước đó ngày 14 tháng 2, Ukraine thông báo, cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR đã sử dụng phương tiện không người lái Magura phá hủy tàu đổ bộ Kansa-Kunikov của Hải quân Nga. Sau vụ tấn công, tàu đổ bộ Kansa-Kunikov bị hư hỏng không thể sửa chữa được và đã chìm ở ngoài khơi Crimea, hiện chưa có bình luận nào từ phía Nga. Quốc gia NATO Litva mới đây đã bất ngờ thừa nhận rằng quân đội Nga đang trở nên mạnh hơn so với thời điểm trước khi xung đột với Ukraine bùng phát và cảnh báo nguy cơ có thể bị tấn công. Theo đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn Business Insider hôm 14 tháng 2, Giám đốc Chính sách Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nước Litva Vaidotas Ubelis cho biết, quân đội Nga dường như đã chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc xung đột quy mô lớn so với 2 năm trước vì họ đã có được kinh nghiệm đáng kể trong cuộc chiến với Ukraine. Ông Vaidotas Ubelis cảnh báo, Litva nên sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất khi nhắc đến một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Vị quan chức này cho rằng, khi cuộc xung đột Ukraine sắp bước sang năm thứ ba, Nga hiện đã có kinh nghiệm tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn và điều này được coi là một phần trong kế hoạch mở rộng tấn công sang mục tiêu khác. Ông nói thêm, nếu bạn chỉ nhìn vào những con số, Nga hiện có nhiều người trong lực lượng vũ trang hơn so với trước cuộc chiến. Theo ông Ubelis, Moscow cũng sẽ có thể phục hồi khá nhanh sau tất cả những tổn thất về thiết bị mà Moscow phải gánh chịu trong cuộc chiến. Thời gian gần đây, nhiều quan chức cấp cao của phương Tây đã cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào NATO trong vòng vài năm. Trước đó hôm 13 tháng 2, cơ quan tình báo đối ngoại của Estonia cũng cho biết Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với phương Tây trong thập niên tới với kế hoạch tăng gấp đôi quân ở biên giới. Hãng Reuters đưa tin, ngày càng có nhiều quan chức phương Tây cảnh báo về mối đe dọa quân sự từ Nga đối với các quốc gia nằm dọc sườn phía đông của NATO và kêu gọi châu Âu chuẩn bị tái vũ trang. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Estonia, ông Kaporosin cho biết, đánh giá này được đưa ra dựa trên kế hoạch tăng gấp đôi lực lượng đồn trú của Nga dọc biên giới với nước thành viên NATO là Phần Lan và các quốc gia vùng Baltic là Estonia, Litva và Latvia. Tuyên bố trước các phóng viên khi công bố báo cáo về các mối đe dọa an ninh quốc gia với Estonia, ông Rosin cho biết, hiện thời Nga chưa sẵn sàng tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào với NATO, song Moscow đã lường trước xung đột có thể xảy ra trong vòng 10 năm tới. Quan chức Estonia thừa nhận, một cuộc tấn công quân sự của Nga sẽ khó xảy ra trong tương lai gần, một phần vì nước này đang duy trì quân ở Ukraine. Và nếu châu Âu tăng cường lực lượng đến mức phù hợp, ông Rosin nói thêm, nếu chúng ta không chuẩn bị, khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự của Nga sẽ cao hơn nhiều so với không có sự chuẩn bị nào. Theo ông Rosin, việc Nga cải cách quân sự sẽ dẫn tới sự gia tăng lực lượng đáng kể ở biên giới phía đông của NATO, ông nói. Nga đang có kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự dọc biên giới các nước Baltic và Phần Lan. Rất có thể chúng ta sẽ thấy sự gia tăng lực lượng, có lẽ là gấp đôi. Chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng xe chở quân, xe tăng, hệ thống pháo trong những năm tới.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ những đồn đoán rằng Moscow có thể tấn công NATO là hoàn toàn vô lý, giải thích rằng nước này không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự khi làm như vậy. Vào tháng 12 năm ngoái, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, ông Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô tối đa của quân đội Nga thêm 170.000 quân nhân, lên tới 1,3 triệu quân. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc xây dựng lực lượng sẽ dựa trên việc tuyển dụng những công dân sẵn sàng phục vụ trong quân ngũ như lính hợp đồng. Nga cũng đã tăng cường đáng kể việc sản xuất đạn dược, trang thiết bị quân sự và vũ khí chiến trường. Vào cuối năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Nga là lực lượng được chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu tốt nhất trên thế giới. Đồng thời nói thêm rằng, họ có trang thiết bị hiện đại đã được thử nghiệm trong điều kiện thực tế. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh cục diện chiến trường vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Ukraine đã phản công bất thành trong năm ngoái và Nga nói Ukraine đã mất 215.000 quân và 28.000 thiết bị trong năm 2023. Hai nước cũng không tiến thêm được nhiều trên mặt đất trong năm qua, đồng thời viễn cảnh đàm phán thiết lập lại hòa bình vẫn chưa rõ ràng khi hai bên chưa đạt được điều kiện tiền quyết. Vài ngày sau khi Ukraine tiến hành thay đổi lớn nhất về lãnh đạo quân sự từ khi cuộc chiến với Nga bắt đầu 2 năm trước, tướng Oleksandr Syrsky, tổng tư lệnh mới của lực lượng vũ trang Kiev, đang đổ quân dự bị vào Avdiivka, đô thị đang đối mặt với các cuộc tấn công của lực lượng Moscow từ ba hướng. Theo AFP, quân đội Ukraine đã điều lữ đoàn độc lập có nòng cốt là thành viên đơn vị Azov tới tăng viện cho Avdiivka. Ngày 15 tháng 2, lữ đoàn xung kích độc lập số 3 cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram rằng chúng tôi đã được tái triển khai khẩn cấp để tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine tại khu vực Avdiivka. Lữ đoàn này cũng cho biết tình hình tại thành phố đang cực kỳ nguy cấp. Lữ đoàn số 3 Ukraine thành lập tháng 11 năm 2022 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ nhóm tác chiến đặc biệt do các cựu thành viên tiểu đoàn Azov thành lập. Tiểu đoàn Azov từng bị Nga vây chặt và đánh bại tại thành phố Mariupol, mất phần lớn năng lực tác chiến ban đầu. Trước khi được điều tới tăng viện cho Avdiivka, lữ đoàn số 3 Ukraine tham gia các trận đánh tại tỉnh Kherson và mũi phản công tại khu vực Bakhmut. Lữ đoàn tháng 9 năm 2023 tái kiểm soát làng Andreevka phía nam thành phố Bakhmut và cố thủ trước các cuộc tấn công liên tục của Nga vào nơi này trong nhiều tháng. Trong những tuần qua, lực lượng Nga đã đạt nhiều tiến bộ trong chiến dịch công phá thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, nơi Ukraine biến thành pháo đài từ năm 2014 với nhiều lô cốt và công sự. Avdiivka được đánh giá là một trong những địa điểm giao tranh đẫm máu nhất trong xung đột Nga-Ukraine và thường được ví với Bakhmut, thành phố mà Nga kiểm soát từ tháng 5 năm 2023. Lữ đoàn số 3 Ukraine nhận định, tình hình ở Avdiivka vẫn mang tính đe dọa và bất ổn định. Đối phương tích cực luân chuyển quân và đang tung lực lượng cùng nguồn lực mới vào thành phố. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định lực lượng nước này tiếp tục kìm chân lực lượng Nga đang cố gắng bao vây Avdiivka. Cơ quan này cho biết trong ngày 14 tháng 2, lực lượng Nga mở 34 đợt tiến công trong khu vực Avdiivka. Cũng trong ngày 14 tháng 2, tướng Syrsky thừa nhận Ukraine đã bị Nga áp đảo về quân số trên chiến trường ở Avdiivka. Trong một tuyên bố trên Telegram hôm 14 tháng 2, khi đến thăm các binh sĩ ở tiền tuyến, ông Syrsky cho biết: chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn đối thủ tiến sâu hơn vào lãnh thổ của chúng tôi và giữ các vị trí mà chúng tôi đang nắm giữ. Cùng ngày, người phát ngôn của nhóm tác chiến, chiến lược Tavria thuộc lục quân Ukraine, ông Dmitry Likori cho biết, Kiev đang chuẩn bị đối mặt với việc mất tuyến tiếp tế chính cho binh sĩ ở khu vực Avdiivka. Ông Likori cho hay, tình hình khó khăn nhưng có thể kiểm soát được. Giữ Avdiivka là mục tiêu quan trọng, nhưng nếu tình hình trở nên phức tạp hơn, các quân nhân sẽ rút về phòng tuyến khác. Quân đội Nga đang tận dụng lợi thế của mình giữa lúc Ukraine sắp hết đạn dược và nỗ lực hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev đang gặp cản trở tại Quốc hội ở Washington. Đối với Ukraine, thất bại trong việc giành lại lãnh thổ thông qua chiến dịch phản công năm ngoái đã buộc họ phải tập trung bảo vệ các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của mình. Theo các quan chức phương Tây giấu tên, Điện Kremlin đã coi Avdiivka là ưu tiên trong một năm mà không bên nào có khả năng sẽ giành được những thắng lợi chiến lược lớn trên chiến trường. Họ nói rằng, ngay cả khi Nga kiểm soát thành công Avdiivka, thì họ cũng không thu về được nhiều lợi ích chiến lược và các quan chức vẫn tin tưởng rằng Kiev sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với thành trì miền đông này. Khi binh sĩ và xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hàng chục ngàn người Ukraine đổ xô đi tổng quân trên tinh thần yêu nước cao độ. Dòng chiến binh đáp lại chát gọi nghĩa vụ quân sự hoặc tình nguyện lên đường đẩy lùi cuộc tiến công của Nga và bảo vệ chính phủ Ukraine. Nhưng sau 2 năm chiến sự, Ukraine lại một lần nữa rơi vào tình trạng thiếu tân binh một cách nghiêm trọng,
Ukraine cần thêm rất nhiều lính để đối phó với đợt tiến công mới của Nga khi Pavlo Zilin và đồng nghiệp tìm kiếm tân binh trên các con phố ở Cherkasy. Những người đàn ông Ukraine thường tìm đường khác để tránh chạm trán họ. Pavlo Zilin là sĩ quan tuyển quân của Ukraine, đang cố tìm kiếm những tân binh cho cuộc chiến với Nga, nhưng khi xung đột gần bước sang năm thứ ba, làn sóng tình nguyện tham gia cuộc chiến ở Ukraine đã không còn. Sĩ quan Pavlo nói, tôi không hiểu, mọi người vẫn làm như thể xung đột đang ở nơi nào đó rất xa. Đây là cuộc chiến toàn diện, nhưng dường như họ không quan tâm. Pavlo cảm thấy thất vọng vì sự thờ ơ đó, anh cho biết. Chúng tôi cần sự đoàn kết như những ngày đầu, mọi người khi đó gắn bó với nhau như anh em. Đa số những người tình nguyện tham chiến ban đầu đã tử trận, bị thương hoặc kiệt sức nơi tiền tuyến và chờ đợi được thay thế bởi lớp tân binh. Giống nhiều nơi khác ở Ukraine, nỗ lực tuyển quân ở thành phố Cherkasy hiện không dễ dàng. Nhiều người Ukraine giờ đây cảm thấy kiệt sức vì xung đột và lo sợ sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống trên chiến trường. Lực lượng an ninh ở Cherkasy liên tục phải khóa các kênh mạng xã hội cảnh báo người dân về thời điểm đội tuyển quân bắt đầu xuống đường tuần tra và các địa điểm né chốt. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai dự luật gia hạn thiết quân luật và lệnh tổng động viên thêm 90 ngày tới ngày 13 tháng 5. Ông Zelensky lần đầu ban hành thiết quân luật và lệnh tổng động viên vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, thời điểm Nga phát động chiến dịch ở Ukraine. Các biện pháp này đã được gia hạn vài lần kể từ đó. Ở tuổi 24, Pavlo đã hy sinh rất nhiều cho đất nước. Anh lớn lên với ước mơ trở thành một người lính và bắt đầu phục vụ trong quân đội kể từ tháng 2 năm 2022 sau khi xung đột với Nga nổ ra. Anh đã chiến đấu gần Kiev, sau đó chuyển tới Soledad ở vùng Donbass, chiến trường miền đông ác liệt nhất ở Ukraine. Mùa hè của năm xung đột đầu tiên, anh được điều động tới Bakhmut. Anh kể về một cuộc tấn công khiến bản thân bị thương nặng rằng, chúng tôi đã hứng hỏa lực dữ dội, một quả đạn pháo đang rơi ngay cạnh chỗ tôi bị mất cả khuỷu tay. Pavlo cố gắng bò đến một bụi cây và bắt đầu cầu nguyện. Người lính này thừa nhận cảm thấy nhẹ nhõm khi được chuyển tới bệnh viện. Cảm giác đó không chỉ vì anh đã sống sót, mà còn bởi cuối cùng đã rời khỏi tiền tuyến. Anh nói, ở đó thật sự khó khăn, tôi không thể diễn tả hết điều đó. Thương tích của Pavlo rất nặng. Cánh tay phải của anh bị cắt cụt tới gần vai và chân bị ghim một mảnh đạn. Việc vận động gặp nhiều hạn chế dù anh đã được lắp tay giả. Tuy nhiên, anh vẫn muốn phục vụ quân đội và trở thành sĩ quan tuyển quân. Sau tất cả những gì đã trải qua, Pavlo tự hỏi tại sao những người đàn ông khác lại trốn tránh nghĩa vụ. Pavlo khẳng định, một ngày nào đó, con cái sẽ hỏi họ đã làm gì trong cuộc chiến. Những đứa trẻ chắc hẳn sẽ thất vọng khi nghe được họ trả lời rằng bố đã chạy trốn. Tuy nhiên, cái giá mà Ukraine phải trả cho cuộc chiến là rất lớn. Pavlo cho biết, đồng đội cũ trong đơn vị của anh hầu như không còn ai. Những người còn sống sót đều bị thương nặng như anh. Đối với Lilia Saviuk, hiện sống ở thành phố Irpin gần Kiev, xung đột càng kéo dài càng đáng sợ. Con trai Sehi của bà đã nhập ngũ và bị thương vào mùa thu năm ngoái ở Avdiivka, nơi quan chức Ukraine thừa nhận họ bị áp đảo cả về vũ khí và nhân lực. Đôi chân của Sehi đã bị thương vì bom đạn. Anh đã được điều trị tốt và đối với Lilia, đây chính là phép màu. Tuy nhiên, Sehi cho biết anh sẽ quay trở lại mặt trận khi bình phục. Anh nói quân đội Ukraine đang thiếu binh sĩ ở đó và đồng đội cần anh. Điều đó khiến bà Lilia lo lắng và cầu nguyện xung đột kết thúc trước khi con trai khỏe lại. Bà nói, tôi nghĩ thằng bé đã hoàn thành trách nhiệm của mình, là một người mẹ thật tội lỗi khi nói điều này, nhưng thật lòng khi thằng bé ở viện, tôi mới có thể ngủ ngon. Tôi không thể ngủ khi nó còn ở tiền tuyến. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky cho biết các tướng lĩnh quân đội Ukraine thừa nhận họ cần huy động thêm 450.000 đến 500.000 tân binh cho cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, nhiệm vụ tuyển mộ và huấn luyện tân binh cho lực lượng vũ trang đã trở thành thách thức ngày càng lớn đối với Kiev. Khi đối mặt với làn sóng phản đối từ người dân, vợ và mẹ của nhiều binh sĩ đã biểu tình ở một số thị trấn Ukraine đã yêu cầu chính phủ cho phép chồng con họ xuất ngũ sau nhiều tháng chiến đấu liên tục, kêu gọi tân binh nhập ngũ để thay quân. Họ dâng một tấm biển với câu hỏi, tại sao là người thân của chúng tôi mà không phải của bạn? Một nghĩa trang ở rìa thành phố Cherkasy đã có thêm hàng dài ngôi mộ mới của những người đàn ông đã tử trận trong xung đột Nga-Ukraine. Ukraine tôn vinh họ là những anh hùng, song với gia đình họ, đó là nỗi mất mát không thể bù đắp. Ina không thể chịu đựng được việc phải đặt tấm ảnh của con trai lên mộ. Bà chưa sẵn sàng chấp nhận việc mất con. Vladislav Bikhanov thiệt mạng vì trúng mìn gần Bakhmut vào tháng 6 năm ngoái khi anh chuẩn bị bước sang tuổi 23, bà Ina nói.
Tôi là giáo viên và luôn nói với bọn trẻ rằng chúng đang chiến đấu bảo vệ đất nước và con cái của mình. Con trai tôi đang bảo vệ chúng tôi. Thằng bé luôn tin tưởng vào điều đó và tôi cũng vậy. Bà Ina đã không tới viếng mộ con một thời gian và khi quay lại, bà nhìn thấy nhiều ngôi mộ mới đã xuất hiện. Khi được hỏi về việc nhiều người muốn trốn tránh nghĩa vụ quân sự, bạn nghĩ con trai tôi không sợ sao? Tôi cũng sợ khi nó đi chiến đấu, mọi người đều sợ chết. Bà Kim Jong-un, em gái nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hoàn toàn có thể sẽ đến thăm Bình Nhưỡng. Cụ thể, trong một tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đăng tải ngày 15 tháng 2, bà Kim Jong-un, một quan chức cấp cao trong Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết các vấn đề liên quan việc người Nhật bị Triều Tiên bắt giữ trong quá khứ đã được giải quyết xong. Bà nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Kishida chỉ có thể diễn ra nếu vấn đề này không được xem là chướng ngại trong mối quan hệ song phương. Nhật Bản và Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Kishida nói đang cân nhắc khả năng gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un để giải quyết vấn đề dân thường bị bắt vào thập niên 1970 và 1980. Em gái ông Kim Jong-un cho rằng những phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản có thể được coi là điều tích cực nếu nó nhằm phát triển quan hệ hai bên. Bà Kim Jong-un nói, nếu Nhật Bản đưa ra quyết định chính trị nhằm mở con đường mới cho việc cải thiện quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hành vi tôn trọng, tôi cho rằng hai nước có thể mở ra một tương lai mới. Tuy nhiên, bà Kim nhấn mạnh đó chỉ là quan sát cá nhân của bà và theo bà được biết thì lãnh đạo Triều Tiên không có kế hoạch cụ thể về mối quan hệ với Nhật Bản và cũng không có ý định liên lạc với Tokyo. Nhật Bản là một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ chính sách phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ngược lại, Tokyo cũng bị Bình Nhưỡng phản ứng vì mối quan hệ đồng minh với Mỹ và hợp tác an ninh với Hàn Quốc. Ngày 15 tháng 2, Thủ tướng Australia lộ trên mạng xã hội X rằng ông đã đính hôn với bạn gái Jodie Hazel. Ông Albanese, 60 tuổi, thông báo cô ấy đã đồng ý. Ông cũng đăng tải bức ảnh tự sướng chụp cùng vị hôn thê cho thấy hai người cười vui vẻ. Theo AFP, bức ảnh được chụp vào đúng hôm ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Bà Hazel đeo nhẫn đính hôn trên tay. Đài ABC cho biết, ông Albanese, người đã gặp bạn gái Hazel tại một bữa tiệc tối ở Melbourne vào năm 2020, là thủ tướng Australia đầu tiên đính hôn khi còn đương chức. Ngày sau đó, Ngoại trưởng Australia Penny Wong gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Bà nói, tình yêu là một điều tốt đẹp, tôi mừng cho cả hai người. Các chính trị gia Australia và đầu bếp nổi tiếng người Anh Nigella Lawson cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng. Một số người chỉ trích thủ tướng Australia cho rằng thông báo đính hôn của ông nhằm chuyển hướng dư luận khỏi các vấn đề cấp bách, trong đó có chiến sự ở dải Gaza. Ông Albanese gia nhập công đảng khi còn học trung học, sau đó tham gia sâu vào hoạt động chính trị của sinh viên tại Đại học Sydney. Ông tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vào tháng 5 năm 2022. Thời thơ ấu, ông sống cùng người mẹ đơn thân Marianne Ellery trong nhà ở xã hội tại thành phố Sydney. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu vào Quốc hội năm 1996, ông cảm ơn mẹ vì đã nuôi dạy ông trong hoàn cảnh khó khăn. Rừng mưa Amazon, nơi có hơn 10% đa dạng sinh học của thế giới, giúp ổn định khí hậu toàn cầu bằng cách hấp thụ và lưu trữ lượng khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính tương đương với khoảng 2 thập niên phát thải. Thế nhưng, căng thẳng từ nạn phá rừng, hạn hán, hỏa hoạn và nhiệt độ tăng cao đã làm xói mòn khả năng chống chịu của rừng Amazon. Các nhà khoa học cảnh báo điều này có thể gây ra cái gọi là điểm bùng phát, đẩy hệ sinh thái quan trọng này vào quá trình thay đổi lớn không thể đảo ngược trong những thập niên tới. Trong nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí Nature ngày 14 tháng 2, nhóm các nhà khoa học quốc tế ước tính rằng khoảng từ 10 đến 47% diện tích rừng Amazon sẽ phải chịu áp lực vào năm 2050, có thể dẫn đến sự thay đổi hệ sinh thái trên diện rộng. Điều này không chỉ khiến hệ sinh thái quan trọng Amazon ngừng hấp thụ mà thậm chí còn giải phóng lượng CO2 đang lưu trữ, qua đó đẩy nhanh hiện tượng nóng lên toàn cầu và khiến tác động của biến đổi khí hậu trở nên trầm trọng hơn. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thông tin từ các mô hình máy tính, bên cạnh các quan sát thực tế và các bằng chứng về những thay đổi từ cách đây hàng nghìn năm để mô tả sự phức tạp của hệ thống rừng và xác định các nguyên nhân chính. Từ đó, họ phân tích các yếu tố gây căng thẳng này, bao gồm hiện tượng nóng lên toàn cầu, lượng mưa hàng năm, độ dài của mùa khô và nạn phá rừng, để xem chúng có thể tác động riêng lẻ hoặc cùng nhau đến mức độ nào dẫn tới sự phá vỡ hệ sinh thái quy mô lớn. Các nhà khoa học cảnh báo đến năm 2050, Amazon có thể phải đối mặt với tình cảnh thiếu nước ở mức độ chưa từng thấy, trong khi một số khu vực có thể biến thành thảo nguyên cát trắng, vốn đang ngày càng mở rộng ở Amazon sau cháy rừng. Nhiều khu vực khác trong rừng có thể bị bao phủ bởi những cây cối dễ cháy, xen kẽ với các loại cỏ xâm lấn. Tuy các khu vực ẩm ướt hơn vẫn còn, nhưng rừng sẽ có ít loài cây hơn và các loài thực vật phát triển nhanh như tre sẽ tăng lên. Tác giả chính của nghiên cứu,
ông Bernardo Flores tại Đại học Liên bang Santa Catarina ở Florianópolis, Brazil nói. Những dòng sông lớn đã khô cạn hoàn toàn khiến người dân địa phương và người dân bản địa bị cô lập trong nhiều tháng. Lương thực và nước uống khan hiếm. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người dân có thể gặp tình trạng thiếu nước ở rừng mưa Amazon. Đồng tác giả nghiên cứu, bà Adrian Esquivel-Muenbert tại Viện Nghiên cứu Birmingham của Anh cũng lưu ý có bằng chứng cho thấy nhiệt độ tăng, hạn hán khắc nghiệt và hỏa hoạn có thể ảnh hưởng đến chức năng của rừng và thay đổi loài cây nào có thể phát triển trong khu rừng. Trong những tháng gần đây, các vùng rộng lớn của khu vực Amazon đã phải hứng chịu một đợt hạn hán tàn khốc khiến các tuyến đường thủy quan trọng bị thu hẹp, mùa màng khô héo và gây ra cháy rừng. Các nhà khoa học thuộc nhóm World Weather Attribution cho biết đợt khô hạn lịch sử chủ yếu là do biến đổi khí hậu hơn là do hiện tượng thời tiết El Nino xảy ra tự nhiên. Giới khoa học cũng lo ngại rằng Amazon đang chuyển từ việc lưu trữ thành nguồn phát thải CO2. Đây sẽ là chủ đề trọng tâm khi Brazil tổ chức vòng đàm phán quốc tế quan trọng về khí hậu. Theo cảnh báo của ông Flores, ngay cả khi các nước có rừng Amazon cam kết đẩy lùi nạn phá rừng và đạt mục tiêu này trong những thập niên tới, nỗ lực to lớn này có thể chỉ như muối bỏ biển nếu cả thế giới không cam kết giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.